Anh em, chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống đầu tiên trong video ngày hôm nay. Rồi, một chiếc Yamaha, có nghĩa là phân khối lớn. Cùng xem là đồng chí này sẽ làm gì. Rồi, thiên lạc thành khối phân rồi. Xe nó to, nó nặng như thế này, xong nó lại còn dắt ngược nữa thì tôi cũng chịu. Nào, úi giời, một ông gọi là ôi giời. Rất nhiều ông ở Việt Nam đang đi kiểu này này, đấy. Các ông xem được cái cảnh này thì các ông sẽ biết được rằng là mẹ, các ông ngu người này đến mức độ nó như thế nào này. Cái gì đây? Cái gì đây? Grab là định hội đồng à? À, làm cái gì đây? À, không biết là rút cái gì ra, không biết chuyện này. Công an à, công an chìm à? Rồi, ông xanh nhất mà ông đi đứng cẩn thận đàng hoàng vào. Đấy, mấy anh Grab này là một cái đi tất xanh này, các ông lại toang hết với nhau đấy. Được không? Ông không biết là ông đi đứng kiểu gì, nhưng mà thấy người anh em Grab nghe có vẻ khá là bức xúc. Mà gặp phải đúng tất xanh thì thôi. Nào, rồi, lấy chủ, dễ trả, chuyển làn trái, hiểu không? Rồi, tuyệt cả là vai, thế là cụ vai ớt, thế là liếm vào mạng sườn thôi. Úi giời, tôi thấy kia quả kiểu này có khi là vỡ hết cả đèn như các thứ rồi. Rồi, cái ông lái xe, con lấy sợt này thì nhọ rồi. Ông chuyển làn ẩu không như thiếu quan sát như này thì là lỗi của ông xuống ông bắt đèn làm sao được, người ta nhọ rồi. Ôi này, nó dìm một chị gái thì lái xe nữa. Rồi, anh em sẽ đến với cái tình huống tiếp tục sau đây. Ôi giời, bắn lên, tốc độ kinh khủng luôn. Vâng, chúng ta sẽ xem là... Rồi, bắt đầu là lên đến đây là làm im, phải không? Xe đầu lại gục xuống thế này, không biết chứ này. Bắn tiếp đi, bắn nữa đi chứ này. Ôi sao lại nằm im đấy rồi. Ồ, bắn nữa đi chứ này. Lại bắn tiếp như thế mà bây giờ lại làm gục rồi đấy. Rồi, cùng theo dõi tình huống tiếp tục sau đây. Và một ngày trời nắng đẹp đấy, trời trong xanh. Rồi, chúng ta sẽ gặp một chiếc xe màu xanh biển vàng đấy, một con xe mô tải đi bù láo vượt ẩu trên đường cua vạch liền, nhưng mà chủ xe cũng mặc một chiếc xe màu xa, một chiếc áo màu xanh đấy, đầu thì còn một nửa tóc đấy, thế nhưng mà thích gọi là hổ báo cáo trồn, đeo cái kính nhìn như trí thức nhưng mà đi thì như thằng bốc cứt đấy, ý thức thì như thằng bốc cứt. Yeah. Đùa lên sướng này còn thể hiện văn hóa bố đời, mày biết mà bố mày là ai không. Và sau đó là thanh niên đã được gọi là già tuổi, đã được mời lên gọi là ký biên bản rồi. Thế này là chồng con nên là gặp được bà vợ như thế này là tuyệt vời rồi, hiểu không? Không có thắc mắc cái gì cả đấy, đưa đến nơi đón tới chốn, hiểu không? Về tới chốn yên tâm đàng hoàng nha, không phải lo đấy, cứ đi nhậu nhẹt thoải mái đi, hiểu không? Cùng đến với cái tình huống tiếp theo. Ở đây thì là cái gì đây, lại dỗi hờn nhau gì ở đây mà lại ông một bà, ông một hướng bà một nẻo thế này. Vần này chắc là lại dỗi hờn gì nhau ở đây rồi. Hờn dỗi gì đây rồi. Có cái gì hờn dỗi thì về nhà bảo nhau, chứ ra đường này thì mất quan điểm lắm. Mình lớn tuổi rồi, già rồi, đừng để cho bạn trẻ nó biết nữa. Học tập là mệt mỏi lắm, các cháu nó cũng học tập theo người lớn như thế này. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một thanh niên, hiểu không?
Đấy. Rồi, 17A12557. Cụ vẫn đang bật xi nhan bên phải, thế nhưng mà cụ lại có quả lật cánh sang bên trái, hiểu không? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái méo gì đây? Đủ. Ôi ôi, tôi tưởng là cái gì cơ, hóa ra là con Dream Chiến anh em ạ. Ôi, đẳng cấp chế đây anh em ạ. Như một cái tàu ngầm luôn. Cùng đến với tình huống tiếp sau đây, rơi bánh ơi. Úi giời ơi. Ấy, các ông không đi cẩn thận là xe đằng sau nhiều vấn đề luôn. Cầu Trương Dương cấm quay đầu, cấm rẽ trái. Đấy, cái biển nó rất là to, thế nhưng mà ông nửa tải này là, rõ ràng là biển 29H, thế nhưng mà rồi, tôi thấy là một anh Pikachu áo vàng đã đuổi theo rồi. Chạy bằng niềm tin là cái đoạn này. Chạy bằng chạy lên nộp phạt. Nào. Rồi, lại tiếp tục một cái bánh rời ra mất rồi. Bánh rời khỏi xe rồi. Trời ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với thủ đô. Cùng xem điều gì sẽ xảy ra ở đây anh em nhá. Rồi. Tạt tạt, không thèm nhìn gì cả. Đấy, xong thì chưa xong. Quan trọng hơn là cái thằng này này, nó đi ngược chiều này. Không nhìn rõ được cái biển số của nó là cái gì cả. Ôi giời, anh cảnh sát giao thông sao đứng đấy này. Không thèm gọi là bắt nhỉ, hay là ô lạ nhỉ. Tôi thấy lạ thật sự luôn đấy anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống tiếp sau đây. Điều gì sẽ xảy ra ở đây? Quả một thanh niên. Rồi, các vị. Úi giời ơi, mẹ. Tí nữa thì thôi. Sao đi xe xong lại còn ôm thêm nắm nhiều gấu bông thế kia. Mấy con gấu bông trên xe kia này. Đã không lái được hẳn hoi rồi thì lại còn ôm đồm. Rất may là bác có camera hành trình này, là bác quánh lái kịp thời hơn không. Phát đấy thì thôi lại tiễn phụ lên đường. À tiễn... Này. Úi giời. Nhìn. Quả vào cua ác đấy. Được đây hả không? Ai da. Cùng đến với tình huống tiếp theo sau đây. Nhập làn. Đấy, cái cách nhập làn nói bao nhiêu lần rồi. Cùng đến với một chiếc Lamborghini màu ghi sao. Đồ con này đẹp đấy hả? Không biết là mang về để nấu cao hay làm gì để mà bác lại rong ra đây. Nhưng mà con này nhìn đẹp đấy. Tướng tá là cũng ra gì đấy. Con này chuyển cho đội cảnh sát cơ động thì hợp lý nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với không rõ địa điểm. À, Long Biên Hà Nội. Rồi, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là các cái thanh niên màu áo đen kia ấy. Rồi, ngu người. Tôi nói mãi về cái vấn đề này rồi, thế nhưng mà vẫn cứ ngu người. Tiếp tục nào. Đây là quốc lộ 1A. Đoạn Hà Nội.
Rồi một ông này ông hình như là ông ấy đi qua cái đoạn rẽ rồi ông ấy lùi lại. Úi giời anh em, thôi thì là thôi. Người anh em có camera hành trình này là bị phang vào mông rồi. Đấy, là bị ăn một phát vào mông rồi. Thế nên là thằng xe đỏ là nó chạy mất tích vì nó chả liên quan quá gì cả. Nhưng mà về nguyên tắc luật là ông vẫn bị truy cứu khi mà gián tiếp xây để xảy ra tai nạn nha. Chứ không phải là ông không nghe là ôi giời, thế là ngu rồi ông xe trắng ơi. Rồi đến đoạn giao lộ rồi, phòng xuyến rồi mà ông lại rúc lên, ông đi chạy với cái kiểu đấy thì đúng là ông ngu rồi. Phần này ông cũng không thể bắt đèn được người ta luôn, hiểu không? Ông vượt bên phải là ông sai rồi. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Nào, một thằng Ben nó đang từ dưới dốc nó đang lao lên. Ôi, má ơi, tí nữa là ăn nguyên cái đầu nó rồi. Mấy cái thằng Ben này, nói chúng nó thì chúng nó quay lại luôn, chúng nó kiểu nói cực kỳ mát rượi luôn anh em ạ. Lại tiếp tục là trên một con đường D. Đường D. Ôi giời, Lamborghini thôi. Thế là lại bị dí vào đít rồi. Nhỏ. Đấy, bây giờ là xong rồi, hỏi ai là chủ trâu chủ bò là mất tích luôn, hiểu không? Phát này là để xảy ra tai nạn mà. Nhưng mà bây giờ chủ trâu với chủ bò, bây giờ né ra, nếu mà bây giờ chủ trâu với chủ bò là phải làm cái kiểu lại định danh nữa, hiểu không? Đấy, thì chủ trâu với chủ bò mới không thoát được. Đưa lên đường mà để xảy ra tai nạn là phải định danh ra đến tận địa chỉ thì sẽ không thoát được. Chứ như thế này thì vẫn thoát. Bây giờ mình cái thằng tải này nó đè chưa, anh em nhìn thấy cái phong cách nó đi không, nó đi rất là bù láo, không biết là cậu đã xảy ra va chạm gì đấy. Nào nhích lên này. Rồi, một thằng con gì đây? Ford 72A. Rồi, ai dạy nó đi xe kiểu này đấy hả anh em ơi? Hay là ra đời nó cậy, nó có tiền, nó thích là nó vượt thôi. À, nhường đường và được cảm ơn. Đơn giản nhỉ? Thế lại vui nhỉ? Hờ, hay đấy. Lần sau ra đường lại thế. Chúng ta sẽ đến với đường cao tốc vào một ngày buổi chiều tà, và chúng ta sẽ gặp với một pha gọi là nhập làn. Mẹ vũ ngu, là gọi là vũ ngu, hiểu không? Ngu như là shit, má nó nhập làn đi đứng bao nhiêu cái vụ nhập làn xong rồi dẫn đến gọi là nhập quan rồi. Rồi thì đây một cái túi gọi là rác. À úi giời, tí nữa thì thôi bốc hết lên người gọi là xe máy rồi. Rồi lại một thằng đần, một thằng ngu, một thằng lão phẳng, một thằng không quá đéo hiểu rồi, đến bây giờ mà chúng nó vẫn có thể đi được như thế này thì tôi cũng đến chịu luôn anh em ạ. Đã biết là cái tư duy của chúng nó để làm cái gì, cái đầu chúng nó để làm cái gì, hay là chúng nó chỉ để chứa bã đậu thôi. Trời ơi, cố dí lên quả viên đá. Rồi. Ô, tài xế đâu rồi? Ô.
Tài xế này đang gọi là làm gì đây? Trên xe thì tôi cũng thấy khá đông người chứ không phải một người đâu. Một hai người đâu chứ nếu mà một hai người là tôi nghi, nhưng mà đây lại thấy ba bốn người trên xe kia là. Không biết là ông này ông đang cúi xuống để làm cái gì? Đường thì đường đông. Ông lao xe vào người ta, thế nhưng mà ông chả thèm để ý đến xe người ta đấy gì cả, ông xuống ông xem được xe mình rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với tình huống tiếp sau đây. Giống cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Thôi khi nào toang rồi bay mất cái kính chắn gió rồi. Không biết là ông kia ông rơi cái móc sắt gì ở trên cái xe tải ấy, hình như là rơi cái quả đinh cán hả, ở trên cánh cửa vỡ rồi. Những phần này thì không làm đây làm gì được nó. Cay rồi, nên là số mình nhỏ thôi, đích làm gì được nó. Thì đây, ui giời ơi, mẹ, thằng Mitsubishi này đéo hiểu là đầu đúng cái đầu thằng này nó toàn mẹ mẹ chứ mất rồi anh em ạ. Chứ đéo hiểu là nó là người mà biết lái xe thì nó sẽ đéo đi đứng như thế này, mà tôi nó sẽ là cái này, cái con này nó đang ngồi trên xe này. Tôi cũng nên kêu rồi. Ôi giời, cái gì đây? Rồng với phượng ở đâu đây? Ui giời, đang đi bắt yêu quái sao anh em ạ? Cả búa, cả sừng kia nữa cơ. Ô tô bây giờ cũng mặc cả sừng nữa nè. Rồi, vợ em lái mới, các bác thông cảm. Được đấy, nhưng mà quả biển đúng là chất quả đất luôn anh em ạ. Quả này đấu giá 7 tỷ anh em có mua không? 30H24953 cũng là chuẩn cả cặp luôn chứ không phải nghĩ ngợi nhiều anh em nhé. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em trong các cái video tiếp theo.